Theo kế hoạch, từ ngày hôm qua, học sinh các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, do nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra, nên hàng ngàn học sinh thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông vẫn chưa thể tựu trường. Huyện Kỳ Sơn là huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Các điểm trường bị ngập nghiêm trọng trước đó như ở xã Mường Ải, Mường Tiếp và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý, trường mầm non thị trấn Mường Xén, trường tiểu học thị trấn Mường Xén. Nước lũ đã làm sập nhà của giáo viên, phòng học, trang thiết bị dạy học bị lũ nhấn chìm. Cái lo lắng nhất của phụ huynh là bây giờ năm học mới các đến rồi, nhưng mà cái trường thì như thế này thì cái lo lắng nhất là để cái đầu năm học thì chắc chắn cái đảm bảo thì vệ sinh các thứ cho các cháu chưa được đảm bảo. Đến thời điểm hiện nay, công tác tổng dọn vệ sinh sau lũ đã hoàn thành. Song khó khăn lớn nhất với nhiều trường học tại huyện miền núi này là cơ sở vật chất bị hư hỏng nặng, đồ dùng trang thiết bị học đang rất thiếu thốn, chưa đảm bảo cho việc dạy học. Do điều kiện thiên tai gây ra như thế này thì dự kiến của chúng tôi thì cần phải là khoảng tầm 28 tháng 8 thì mới bắt đầu là tổ chức cho các trường để ổn định lên để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Thì hiện tại chúng tôi đã huy động tất cả mọi lực lượng từ công an, quân sự, người dân, là giáo viên cùng nhau để tập trung khắc phục. Thì các trường bị nặng thì chắc là phải sáu một vài ngày nữa thì mới có thể là tiêu trường được, còn lại thì tất cả các trường đóng huyện có thể tiêu trường được đúng ngay quy định. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An thì hôm qua chỉ có 2/3 các trường trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông tiêu trường theo đúng kế hoạch. Do vậy, để khắc phục thiệt hại, sớm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho việc dạy và học, rất cần sự vào cuộc giúp đỡ của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An cùng các bậc phụ huynh và cơ quan chức năng.